Có gì đó không ổn ở lối ra 181. Tôi luôn thích lái xe một mình vào ban đêm. Điều này cho tôi thời gian để suy ngẫm, hoặc nếu muốn, tôi có thể hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả. Vì thích lái xe, nên chuyến đi nửa đêm về nhà là một trong những phần tôi yêu thích nhất mỗi khi thăm gia đình. Chuyến đi kéo dài khoảng một tiếng, đủ lâu để tôi thư giãn, nhưng cũng vừa đủ ngắn để không cảm thấy mệt mỏi. Gọi tôi là người hoài cổ cũng được, nhưng tôi thật sự thích nghe radio khi lái xe. Tôi thường bật bất kỳ kênh nào mà đài địa phương phát, trong khi mắt lơ đãng nhìn những vạch vàng phản chiếu trên đường lướt qua nhanh chóng. Thường thì chỉ có một vài chiếc xe chạy dọc theo đoạn đường cao tốc vào đêm muộn như vậy, và điều này mang lại cho tôi cảm giác cô đơn. Nhưng theo một cách nào đó, tôi thích cảm giác đó, như thể nó mang đến một sự thiền định. Một đêm nọ, khi đang trở về nhà sau chuyến thăm gia đình, tôi tận hưởng chuyến đi như thường lệ. Bầu trời gần như tối đen, chỉ có một vệt trăng mỏng và vài ngôi sao rải rác nổi bật giữa màn đêm đen kịt. Đài phát thanh đang phát một bản nhạc jazz cũ và không có ai khác đi cùng tôi trên con đường vắng lặng này. Thật yên bình. Nhưng ngay khi tôi vừa thở dài mãn nguyện, âm thanh êm dịu của đài phát thanh bỗng nhiên bị ngắt quãng và thay thế bằng tiếng nhiễu ầm ĩ. À! Chết tiệt! Tôi cào nhào khi vội vàng với tay tắt radio. Lúc này tôi thở dài trong sự thất vọng, bực bội vì sự bình yên đã bị phá vỡ đột ngột. Sau một hồi loay hoay với nút xoay mà không thể bắt lại được tín hiệu, tôi quyết định lấy điện thoại ra và cố gắng kết nối nó với loa trên xe để có thể nghe nhạc. Nhưng sau khi lục tung túi áo khoác, cuối cùng tôi cũng tìm được điện thoại, nhưng pin đã hết sạch. Tôi có thói quen xấu là không sạc pin, và giờ thì điều đó lại làm phiền tôi. Ồ, chắc là mình tiêu đời nếu gặp tai nạn. Tôi tự trêu mình, bực bội vì đã không nghĩ đến việc sạc điện thoại ở nhà. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành chấp nhận rằng phần còn lại của chuyến đi sẽ không có âm nhạc bầu bạn. Vài phút sau, tôi bắt đầu tò mò không biết còn phải lái bao xa nữa. Nhìn đồng hồ, thấy kim chỉ 12:34. Nhớ lại việc rời khỏi nhà bố mẹ chỉ sau nửa đêm một chút, tôi ước chừng còn khoảng nửa tiếng nữa là sẽ về đến nhà. Thở dài chán nản lần nữa, tôi đành tập trung vào con đường phía trước. Những vạch sơn vàng trên con đường nhanh chóng hiện ra trong ánh sáng của đèn pha, lướt qua dưới mui xe của tôi. Tôi cẩn thận quan sát chúng trong giây lát, cố gắng giữ tâm trí mình tập trung. Khi cuối cùng tôi ngước mắt lên nhìn con đường, một cảm giác lo lắng kỳ lạ bỗng ập đến. Có lẽ vì thiếu âm nhạc để lấp đầy suy nghĩ, nhưng tôi không thể không cảm thấy bóng tối bao trùm quanh chiếc xe của mình, dường như quá dày đặc. Tôi không thể phân biệt được bất kỳ cây cối hay cảnh quan nào xung quanh đường cao tốc, thậm chí cũng không nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời. Tôi nhớ rõ ràng khi bắt đầu hành trình về nhà, tôi đã chiêm ngưỡng những đốm sáng nhỏ bé trên bầu trời khi vừa lên đường cao tốc. Nhưng bây giờ, tôi không nhớ là đã thấy bất kỳ đám mây hay cơn bão nào có thể che khuất chúng. Cảm giác đó cứ gặm nhấm tâm trí tôi một lúc, nhưng tôi cố gắng gạt nó ra hết mức có thể. Tôi tự nhủ không có gì phải lo lắng cả. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến lối ra, và không lâu sau đó tôi sẽ về đến nhà. Nhưng khi kiểm tra lại thời gian, tôi bỗng nhíu mày bối rối. Đồng hồ vẫn chỉ 12:34. Thật lạ lùng, tôi biết đã ít nhất vài phút trôi qua kể từ lần cuối tôi xem đồng hồ. Ô tuyệt thật, tôi tự nhủ. Chắc cái đồng hồ này hỏng rồi. Tuy nhiên, lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều về điều này. Tôi biết rằng có lẽ chỉ còn khoảng 10 phút nữa là sẽ ra khỏi đường cao tốc, nên tôi quyết định sẽ chỉnh lại đồng hồ khi về đến nhà. Không còn lựa chọn nào khác, tôi tiếp tục lái xe như thể không có gì xảy ra, cố lờ đi cảm giác lo lắng đang dần lan tỏa trong lòng. Thời gian cứ trôi qua và tôi bắt đầu liếc nhìn về phía mép đường để tìm biển báo. Thường thì tôi không chú ý nhiều đến các lối ra trước khi đến lối ra của mình, nhưng tôi không nhớ là đã thấy biển báo nào trong một thời gian khá dài. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục lái xe, cố gắng thuyết phục bản thân rằng tôi chỉ mệt mỏi và có lẽ đang đánh giá sai thời gian đã trôi qua. Cuối cùng, sau khoảng thời gian mà tôi cảm thấy như đã hơn nửa giờ, tôi thấy một biển báo hiện ra ở đằng xa. Khi đến gần hơn, tôi nhận ra đó là một biển báo màu xanh lớn ghi, lối ra 181, một dặm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, biết rằng điều đó có nghĩa là tôi sắp đến lối ra của mình, lối ra 182.
chỉ cần thêm vài dặm nữa là tôi sẽ gần về đến nhà. Khoảng chừng một phút sau, tôi thấy một biển báo hiện ra từ xa, dẫn lối vào một con đường trải dài từ xa lộ. Lối ra 181, rẽ phải tiếp theo, biển báo ghi rõ. Tôi cứ lái xe qua đó mà không nghĩ ngợi gì, nhưng bỗng nhiên chân tôi bắt đầu run lên khi nỗi lo lắng trong tâm trí ngày càng trở nên rõ rệt và khó có thể phớt lờ. Chẳng bao lâu sau, một biển báo khác lại xuất hiện. Cảm thấy an tâm hơn một chút, tôi giảm tốc độ để chuẩn bị rời khỏi xa lộ. Nhưng khi đến gần đủ để đọc được biển báo, tôi không khỏi bối rối, thay vì nhẹ nhõm. Trên biển báo ghi rõ, lối ra 181, một dặm. Khi chạy vội qua biển báo, nỗi lo lắng của tôi bắt đầu chuyển thành sợ hãi. Tôi chắc chắn rằng mình đã đi qua lối ra 181 rồi, vậy làm sao tôi lại thấy nó lần nữa? Trước khi cơn hoảng loạn thực sự ập đến, tôi cố gắng trấn tĩnh và tự nhủ, có lẽ mình đã nhìn nhầm biển báo trước đó. Lần này, khi đi qua biển báo ghi, lối ra 181, rẽ phải tiếp theo, tôi đã chăm chú đọc kỹ để đảm bảo rằng đó chính xác là con số 181. Đúng, tôi chắc chắn về điều đó. Vậy mà, chỉ ít lâu sau, một biển báo màu xanh lá cây giống hệt lại xuất hiện, và tôi không kìm được mà thốt lên trong nỗi sợ hãi. Cái quái gì thế này? Tôi đạp phanh, khiến lốp xe tạo ra tiếng rít khó chịu khi chúng trượt trên mặt đường. Ngồi giữa xa lộ, tôi nhìn chằm chằm vào biển báo, mà giờ đây tôi chắc chắn rằng đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy nó. Biển báo vẫn lặng lẽ rung nhẹ trong gió, trả lại sự hoang mang của tôi bằng dòng chữ lạnh lùng. Lối ra 181, một dặm. Tôi không làm gì cả, chỉ ngồi đó và đọc đi đọc lại những từ ấy trong nỗ lực tuyệt vọng để khắc ghi chúng vào trí nhớ. Nhưng khi không còn gì khác để làm, tôi từ từ nhấn ga và tiếp tục lái xe về phía trước. Chân tôi lúc này run rẩy dữ dội vì lo lắng, và tôi cố gắng ổn định nhịp thở. Những từ lối ra 181 cứ vang vọng trong tâm trí khi tôi lại gần lối ra một lần nữa. Và khi con đường tách khỏi xa lộ lại lướt qua tôi cảm thấy mình sắp rơi vào cơn hoảng loạn. Lúc này, tôi đã chắc chắn rằng mình đã đi qua lối ra này hơn một lần. Mình không thể mất trí được, đúng không? Nhưng cuối cùng thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Tôi đang ở giữa xa lộ vào ban đêm với một chiếc điện thoại di động đã hết pin. Tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục lái xe. Và đó chính là những gì tôi đã làm, trong khi nỗi sợ hãi vẫn nặng trĩu trong lòng, như một đống đá ngày càng lớn. Ngay khi nỗi lo lắng bắt đầu siết chặt đến mức tôi khó thở, tiếng nhiễu đột nhiên phát ra từ radio, làm cả bên trong xe vang lên tiếng rít chói tai. À! Cái quái gì vậy? Tôi hét lên và theo phản xạ vươn tay tới nút chỉnh âm lượng. Nhưng ngay khi tôi chạm vào nó, tiếng nhiễu của radio bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một giọng nói. Tôi lắng nghe trong vài giây, khi giọng nói khàn khàn ấy ngày càng trở nên rõ ràng. Cảm ơn quý vị đã tham gia cùng chúng tôi trong buổi tối tuyệt vời này. Đó là những lời đầu tiên mà tôi nghe được. Tôi cố gắng lắng nghe rõ hơn. Nếu bạn vừa mới tham gia, chúng tôi sắp trình chiếu một bộ sưu tập các tác phẩm kinh điển đầy ấn tượng. Nhưng trước tiên, hãy cùng nghe đôi lời từ những nhà tài trợ của chúng tôi. Là một nơi tuyệt vời với những con người tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng có nơi nào trên trái đất lại đáng yêu hơn nơi này. Nếu bạn đang tìm kiếm một cộng đồng tuyệt vời, cổ kính với những người bạn cùng chí hướng, hãy đến thăm chúng tôi vào một dịp nào đó tại PES. Nghe như đài phát thanh đang cố gắng quảng cáo một địa điểm du lịch hoặc một thị trấn nhỏ nào đó, nhưng mỗi lần nhắc đến tên của nơi này, loa lại phát ra tiếng nhiễu khó chịu. Người phát thanh viên tiếp tục, chỉ cần rẽ ra khỏi lối 181 và gia nhập vào cộng đồng của chúng tôi, bây giờ quay lại với âm nhạc. Như thể bị điều gì đó báo trước, một biển báo quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Không, không, không. Tôi hét lên trong sự bực bội khi nhận ra rằng những dòng chữ khắc trên biển báo đó giống hệt với lời trên radio. Lối ra 181 một dặm. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi hét lên, đập mạnh tay vào vô lăng trong sự tức giận và hoảng loạn. Bây giờ cái radio chết tiệt này lại bảo mình đi theo lối ra đó sao? Không, chết tiệt. Lối ra của mình đâu? Lối ra 182 đâu? Tôi hét vào radio, nửa mong đợi sẽ nhận được một câu trả lời. Nhưng chỉ có tiếng nhiễu lấp đầy sự im lặng, đáp lại câu hỏi đầy giận dữ của tôi.
Bị sự sợ hãi và tức giận chi phối, tôi đạp mạnh chân ga, tăng tốc vượt qua giới hạn. Khi ánh mắt tôi vẫn chằm chằm nhìn vào lối ra 181, khi lại đi qua nó một lần nữa. Trước mắt tôi là bóng tối mênh mông trải dài sau ánh đèn pha, và tôi nghiến răng chịu đựng. Dù cố gắng lý giải thế nào, tôi vẫn không thể tìm ra lời giải thích hợp lý cho tình huống này. Tôi chưa bao giờ gặp phải bất kỳ vấn đề tâm lý nào trước đây, nhưng giờ đây, đó lại là lời giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Khi tôi cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, một tiếng vo ve lớn đột ngột phát ra từ loa, và một lần nữa tôi nghe thấy giọng nói của DJ Radio vang lên trong chiếc xe tù túng của mình. Tuy nhiên, lần này, giọng nói của anh ta không còn vui vẻ như trước, mà thay vào đó là một sự u ám, đáng sợ. Sự thân thiện và lôi cuốn từng mời gọi tôi đến nhà của anh ta đã biến mất. Thay vào đó là một giọng điệu lạnh lẽo và độc ác. Anh ta không nói bất cứ điều gì mang tính đe dọa trực tiếp, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đe dọa ẩn sau từng từ ngữ như những tiếng rít qua loa. Bạn muốn đến KR, đó là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới. Mặt trời luôn rực rỡ và mọi người luôn nở nụ cười. Vì vậy, hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đi. Rẽ. 181. Những lời cuối cùng của anh ta thốt ra một cách chậm rãi và thận trọng, giống như một lời yêu cầu hơn là một đề nghị, khiến tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng anh ta đang nói chuyện trực tiếp với mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nghĩ đến điều đó. Nhưng không thể nào chuyện này lại xảy ra, đúng không? Nhưng nghĩ lại, làm sao mọi chuyện này có thể xảy ra? Tôi đã lái xe trên cùng một đoạn đường cao tốc suốt nhiều giờ liền và đi qua cùng một lối ra đến không biết bao nhiêu lần. Và giờ thì sao? Cái đài phát thanh chết tiệt đó lại đang nói chuyện với tôi, bắt tôi phải đưa ra cái lựa chọn duy nhất mà tôi có vẻ có. Nhưng linh cảm cho tôi biết rằng cái thị trấn mà tôi đang bị buộc phải đến không hề thân thiện như gã DJ đã nói. Tôi không biết liệu mình có đang suy sụp tinh thần hay không, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không đi theo lối ra 181. Khi tôi lái xe qua biển báo chỉ còn cách lối ra đó một dặm nữa, tôi không thèm nhìn nó. Thay vào đó, tôi đạp ga mạnh hơn. Khi lối ra lại gần thêm một lần nữa, radio lại phát ra tiếng rè rè quen thuộc. Nhưng trước khi nó kịp phát ra bất cứ âm thanh nào, tôi tắt tiếng ngay lập tức rồi phóng nhanh qua lối ra 181 như một con rơi thoát khỏi địa ngục. Một cảm giác vừa thách thức vừa dũng cảm trào dâng trong lòng. Nhưng sự dũng cảm ấy nhanh chóng tan biến khi bằng cách nào đó, tiếng radio lại vang lên và giọng nói quen thuộc của gã DJ lại vang vọng trong xe. Mày nghĩ mày có thể lờ tao đi sao, đồ khốn nạn. Gã DJ đài phát thanh hét lên giận dữ với một cường độ đáng kinh ngạc. Mày không thể cứ lái xe mãi như thế, vậy nên hãy rẽ vào lối ra. Đó là lối thoát duy nhất của mày và mày biết điều đó. Vậy nên làm đi. Rẽ phải ở lối ra 181. Đi ra lối ra chết tiệt đó, đồ khốn nạn. Làm đi. Đi vào đó. Đi vào lối ra 181. Tôi cắt ngang tiếng hét của gã DJ bằng cách giật mạnh chiếc radio ra khỏi bảng điều khiển và ném nó xuống sàn ghế hành khách, trong khi hét lên đáp trả bằng tiếng hét của chính mình. Cái quái gì thế? Cái quái gì thế? Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt ra với giọng khàn khàn của mình. Tôi bắt đầu thở dốc, gần như đạp chân ga xuyên qua sàn xe. Lúc này, chiếc xe của tôi đã di chuyển quá nhanh đến mức tôi khó kiểm soát vô lăng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi hy vọng, thậm chí cầu nguyện rằng, nếu tôi lái đủ nhanh, cuối cùng tôi sẽ đến được lối ra 182, hoặc thậm chí là 183. Tôi không quan tâm đó là lối ra nào, miễn là không phải lối ra 181. Nhưng mặc cho tốc độ điên cuồng và nguy hiểm của tôi, chẳng có gì thay đổi. Tôi đã lao qua cái lối ra đáng sợ đó nhiều lần đến mức không thể đếm nổi. Gã DJ đài phát thanh đã đúng, tôi không thể cứ lái mãi như thế này được. Mặc dù nhiên liệu trong xe vẫn còn khá nhiều, nhưng ngay cả trong cơn hoảng loạn, tôi cũng nhận thức rõ rằng, sớm hay muộn, nó sẽ cạn kiệt. Dù vậy, tôi cảm thấy như mình không còn lựa chọn nào khác. Vì thế, tôi tiếp tục lái xe, đập tay vào vô lăng trong cơn điên cuồng. Khi sự tuyệt vọng của hoàn cảnh dần dần bóp nghẹt từng chút tâm trí còn sót lại của tôi, khi chỉ còn lại một chút tỉnh táo cuối cùng, ánh nhìn ngoại vi của tôi bắt gặp thứ gì đó trong gương chiếu hậu, kéo tôi trở lại với thực tại. Đèn nhấp nháy màu đỏ và xanh. Đó là một chiếc xe cảnh sát. Chết tiệt! Tôi lẩm bẩm,
Ngay lập tức nhấc chân khỏi chân ga và cố gắng hết sức để giảm tốc độ khỏi cái tốc độ khủng khiếp mà tôi đang đi. Trong một khoảnh khắc, cơn hoảng loạn mới lại dâng lên trong lồng ngực. Nhưng rồi tôi nhận ra, khoan đã, đó là một cảnh sát. Một người khác. Tôi biết mình có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề vì tội chạy quá tốc độ. Nhưng ít nhất thì cuối cùng tôi cũng không còn cô độc trên con đường chết tiệt này nữa. Khi tôi giảm tốc độ xuống mức hợp lý, chiếc xe cảnh sát đã đuổi kịp tôi. Bật đèn báo nguy hiểm, tôi tấp vào lề đường và cố nghĩ cách giải thích mọi chuyện với viên cảnh sát. Họ dừng lại ngay sau xe tôi, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu khiến tôi gần như bị lóa mắt khi họ đỗ xe rất gần. Vài giây sau, cánh cửa xe cảnh sát đóng sầm lại và tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất vang lên một cách đáng ngại khi viên cảnh sát tiến đến cửa sổ xe tôi. Hình dáng bên ngoài xe tôi cao lớn đến mức tôi không thể nhìn thấy đầu người đó khi anh ta đứng quá gần. Tôi ngồi đó nhìn chằm chằm một lúc, tự hỏi liệu có an toàn không trước khi anh ta bắt đầu gõ vào cửa sổ để thu hút sự chú ý của tôi. Nhanh chóng trở lại với thực tại, tôi hạ cửa kính xuống để có thể nói chuyện với viên cảnh sát và giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên trong không khí lạnh lẽo của đêm. Thưa cô có biết mình đã lái xe nhanh đến mức nào không? Viên cảnh sát hỏi với giọng đe dọa. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng hết sức để trả lời. Thưa cảnh sát, tôi xin lỗi, nhưng có điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra. Tôi định nói tiếp nhưng bị ngắt lời. Xin hãy đưa giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Anh ta nói với giọng nghiêm nghị. Tôi bắt đầu lục tìm giấy tờ trong ngăn đựng găng tay, vừa làm vừa cố gắng giải thích. Vâng, thưa ông, nhưng làm ơn, ông phải nghe tôi. Tôi đã bị mắc kẹt trên đoạn đường cao tốc này nhiều giờ liền rồi. Tôi nói, cố gắng không để sự bực bội hiện rõ trong giọng nói. Với tốc độ như thế sao, cô phải giải thích rõ ràng đi. Viên cảnh sát đáp lại một cách hoài nghi. Không, anh không hiểu. Tôi cố gắng lý giải. Tôi cứ đi qua cùng một lối ra hết lần này đến lần khác. Bà ơi, bà đang nói cái quái gì thế? Bà có uống rượu tối nay không? Anh ta hỏi với vẻ nghi ngờ rõ rệt. Không. Tôi bị kẹt trong một vòng lặp nào đó, cứ lái xe qua cùng một lối ra hết lần này đến lần khác. Tôi không thể đến được lối ra của mình, như thể có thứ gì đó đang cố ngăn tôi rời khỏi lối ra vậy. Ừ, được thôi, bà nói bà đang cố đi đến lối ra nào thế? Anh ta hỏi, giọng điệu gần như trêu chọc. Lối ra 182, tôi trả lời. Lối ra 182, anh ta lặp lại. Vâng, đó chính là vấn đề của bà đấy, thưa bà. Bà đang đi nhầm đường rồi. Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào dáng người gầy gò, cao lớn của anh ta trong sự hoang mang. Anh nói gì vậy? Tôi hỏi, khi cảm giác lo lắng lại bắt đầu bóp nghẹt tôi lần nữa. Anh ta từ từ cúi xuống, thân hình cao ngất của anh ta đổ sụp như một tòa nhà chọc trời khi anh ta hạ mặt xuống ngang cửa sổ, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hoàng của tôi. Tôi vô tình hít mạnh một hơi khi người mà tôi từng nghĩ là một cảnh sát, giờ đây lại nhìn tôi với ánh mắt điên cuồng. Những đặc điểm của hắn thật kinh dị. Nó giống như một con vật đã xé toạc da thịt của một người đàn ông và dùng nó làm mặt nạ Halloween rẻ tiền. Da căng ra và biến dạng quanh những cấu trúc xương sầu, phình to một cách ghê rợn. Đôi mắt hắn quá to so với các lỗ trên mặt nạ và hốc mắt rách toác, méo mó xung quanh lớp màng cứng màu vàng nhợt nhạt lồi ra. Nhưng kinh khủng nhất là hàm răng của hắn. Lớn và lởm chởm như răng của một con cá mập, chúng xé nát lớp thịt bao quanh đôi môi già, khiến lớp thịt màu hồng va vào nhau một cách kỳ quái khi hắn, kẻ vặn vẹo, méo mó này, lại nói một lần nữa. Chỉ có một nơi duy nhất để cô đi thôi, thưa bà, lối ra 181. Một tiếng hét kinh hoàng thoát ra khỏi môi tôi cùng lúc với tiếng động cơ xe rít lên. Tôi phóng đi xa khỏi con quái vật đó, nhanh nhất có thể, chân đạp hết ga và để lại một đám bụi phía sau. Trời ơi, cái quái gì vậy? Tôi hét lên trong hoảng loạn, đấm mạnh vào vô lăng khi từng từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng. Chiếc xe của tôi gầm rú trên đoạn đường cao tốc đen kịt với tốc độ hơn 100 dặm một giờ. Động cơ cũ kỹ nổ lách tách và rung lắc, làm cả chiếc xe rung chuyển dữ dội. Tôi vừa nhả chân ga thì một thứ gì đó lại lọt vào mắt tôi gương chiếu hậu. Đèn đỏ và xanh đã trở lại và đang nhanh chóng đuổi kịp tôi. Tôi bắt đầu thở dốc khi nhận ra điều đó. Kẻ mạo danh đó đang bám theo. Và chẳng bao lâu nữa, nó sẽ bắt kịp chiếc xe cũ nát của tôi. Ngay lập tức, tôi nhấn mạnh chân vào bàn đạp ga, như thể cố gắng đẩy nó xuyên qua sàn xe.
Tôi nhìn đồng hồ tốc độ chậm chạp trở lại con số hơn 100. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi tôi nhìn lại gương. Thấy đèn xe đang càng lúc càng gần. Chết tiệt, chạy nhanh lên, đồ khốn nạn. Tôi hét vào trong xe của mình. Động cơ lại bắt đầu phát ra tiếng lạch cạch, nhưng tôi không quan tâm. Chân tôi vẫn đạp ga, dù vô lăng ngày càng khó điều khiển. Khi cố gắng tạo khoảng cách với cái kẻ giả danh cảnh sát, tôi liếc nhiên cuồng các biển báo đường khi tăng tốc qua chúng. Lối ra 181, một dặm. Lối ra 181, rẽ phải ở lần tiếp theo. Lối ra 181, một dặm. Lối ra 181, rẽ phải ở lần tiếp theo. Mỗi lần đọc những từ đó, nỗi lo lắng trong tôi lại tăng lên, đến mức tôi muốn hét lên. Nhưng dù tôi có đi qua các biển báo bao nhiêu lần đi nữa, chúng vẫn không thay đổi. Lối ra 181, một dặm. Lối ra 181, rẽ phải ở lần tiếp theo. Đèn đỏ và xanh giờ đã gần đến mức chiếu sáng bên trong xe tôi và tiếng còi hú gần như chói tai đang văng vẳng ngay phía sau. Ngay khi nhận ra điều này, radio phát ra tiếng nhiễu sóng chói tai, làm tôi gần như mất kiểm soát tay lái. Cái thứ chết tiệt đó thậm chí còn không được cắm vào, nhưng bằng cách nào đó, giọng nói giận dữ của DJ vẫn vang lên trong xe tôi với âm lượng đe dọa làm nổ loa và bắt đầu hét vào mặt tôi. Mày thất vọng chết tiệt, ra cửa ngay, ra cửa ngay. Mày chẳng hạn gì ngoài một cái vết ghê tởm. Mày sẽ không bao giờ là gì cả. Nên ra cửa ngay. Ra cửa ngay 181. Ra cửa ngay đi. Những lời lăng mạ vẫn tiếp tục và tôi hét lên trong đau đớn và bối rối để đáp lại, cùng với âm lượng của cả radio và còi báo động trong sự điên cuồng tột độ. Đột nhiên, tiếng kêu của tôi nghẹn lại trong cổ họng khi đèn cảnh sát đỏ và xanh hiện rõ trong gương chiếu hậu. Trong nỗi kinh hoàng, đầu tôi quay ngoắt lại với tốc độ gần như gãy xương để thấy chiếc xe của kẻ mạo danh giờ đang lao vút xuống đường ở làn bên trái. Lốp trước của nó ngang bằng với lốp của tôi. Tôi nhìn chằm chằm với một tiếng hét thầm lặng vào sự ghê tởm ngồi sau tay lái khi nó đáp lại vẻ mặt kinh hoàng của tôi bằng một nụ cười méo mó, nham hiểm. Sau đó, không có cảnh báo nào khác, hắn ta xoay vô lăng khiến chiếc xe cảnh sát đâm vào bên hông xe tôi. Lốp xe của tôi rít lên trên mặt đường khi tôi cố gắng giữ thăng bằng cho xe. Trong khi đó, radio vẫn tiếp tục mắng mỏ tôi một cách dữ dội. Ra kia ngay, ra kia hoặc chết, đồ phí không gian. Trong lúc hỗn loạn, tôi cố gắng tập trung trở lại con đường phía trước, nhưng chỉ nhìn thấy những từ đã đọc hàng trăm lần phản chiếu dưới ánh đèn pha của tôi. Lối ra 181, một dặm. Tôi hít một hơi thật dài và quay lại đối mặt với con quái vật mặc áo da ở làn đường bên cạnh một lần nữa. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má tôi khi ánh mắt tôi cầu xin nó. Sinh vật đó vẫn mỉm cười qua lớp da thịt rách nát của chiếc mặt nạ, gật đầu chậm rãi và đầy mong đợi với tôi. Nó cũng biết rõ như tôi rằng chỉ có một cách duy nhất để giải quyết chuyện này. Nhấc chân khỏi chân ga, tôi bắt đầu giảm tốc độ và tên cảnh sát giả mạo cũng làm theo. Tôi quay lại, tập trung vào con đường dài vô tận trải dài trước mặt. Vực thẳm quanh đèn pha của tôi vẫn dày đặc như mọi khi, với ánh phản chiếu mờ nhạt của màu xanh lá cây dần hiện rõ ở đằng xa. Nước mắt và nước mũi tiếp tục chảy trên mặt tôi khi tôi chuẩn bị đối mặt với bất kỳ điều gì mà lối ra 181 dành cho tôi. Tôi không hiểu đây là gì, nhưng lúc này tôi nhận ra rằng, dù tôi có lái xe bao lâu đi nữa, thì chỉ có lối ra 181 đang chờ tôi. Khoan đã, tôi tự nhủ khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tôi nhìn quanh xe để quan sát kỹ hơn. Tất cả những gì nằm trước mặt tôi là cùng một đoạn đường. Nhưng thực ra tôi không thể nhìn thấy gì ngoài màn sương đen ở hai bên đường cao tốc, cho đến khi đèn pha của tôi chiếu sáng không gian. Có thể là tôi không chỉ đang lái xe qua một vực thẳm nào đó. Có lẽ đây vẫn giống như bất kỳ xa lộ nào khác. Và nếu đúng như vậy, có nghĩa là có hai hướng để đi. Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, tôi đã tự trách mình vì sự ngu ngốc của nó. Không có gì trong tình huống này có ý nghĩa cả. Vì vậy, khả năng tôi sai cao hơn nhiều, và nếu lốp xe của tôi rời khỏi đường, tôi sẽ chỉ đơn giản rơi vào khoảng không phía sau. Tuy nhiên, càng cân nhắc các lựa chọn, phương án thay thế càng không khả thi. Nếu phải chọn giữa việc sống cả đời với những điều ghê tởm như trong xe cảnh sát, và chỉ đơn giản là trôi nổi trong khoảng không cho đến khi chết đói, thì đó không phải là một lựa chọn khó khăn.
Tôi sẽ không làm những gì những con quái vật này muốn. Tôi sẽ không làm những gì các biển báo muốn. Nếu tôi ra ngoài, tôi quyết định sẽ theo điều kiện của mình. Nhìn vào biển báo khi nó đến gần hơn, tôi nhíu mày quyết tâm. Lối ra 181 lại đang tiến đến gần tôi, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi đọc những từ chết tiệt đó. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục hành động, bắt đầu giảm tốc độ xe của mình hơn, thậm chí bật đèn báo rẽ khi lối ra ghê tởm đó đến gần hơn. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi trừng mắt nhìn kẻ mạo danh, xe của hắn vẫn theo kịp xe của tôi. Biểu cảm của hắn giờ đây không còn đáng sợ nữa, nhưng vẫn kinh hoàng. Hắn gật đầu với tôi một lần nữa. Sau đó, khi lối ra đến gần lần cuối, tôi phanh gấp mà không báo trước. Mùi cao su cháy sộc vào mũi tôi khi dây an toàn ấn mạnh vào xương đòn. Chiếc xe cảnh sát cố gắng phản ứng với sự thay đổi tốc độ đột ngột của tôi, nhưng rõ ràng là sinh vật lái xe đã mất cảnh giác. Kết quả là, chiếc xe của nó khựng lại và nghiêng đầu xe sang phải, hướng ra lối ra 181 khi nó cũng dừng lại đột ngột. Tuy nhiên, chiếc xe của tôi lại nghiêng theo hướng ngược lại, khi tôi dồn hết sức lực vào việc đánh vô lăng sang trái. Kẻ mạo danh đã cố gắng điều khiển chiếc xe cảnh sát giả của hắn để bù đắp cho sự thay đổi hướng đột ngột của tôi, nhưng đã quá muộn. Ngay khi vô lăng của tôi ngừng quay, tôi đạp mạnh chân ga. Động cơ của chiếc xe cũ của tôi gầm lên và lốp xe một lần nữa kêu trên nhựa đường bên dưới. Tôi nhìn lại lần cuối biển báo nhô ra khỏi vực thẳm trong gương chiếu hậu của mình. Sau đó, chiếc xe của tôi đã kéo tôi ra khỏi nó và hướng về phía bóng tối, trống rỗng ở phía bên kia đường. Tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho cảm giác rơi khỏi vách đá dựng đứng mà tôi đã mong đợi. Nhưng thay vào đó, chiếc xe của tôi bắt đầu rung lắc khi đi vào địa hình gồ ghề. Mắt tôi mở to ngạc nhiên khi nhận ra mình đang lái xe trên dải phân cách bằng đá sỏi, nằm giữa hai hướng ngược nhau của đường cao tốc. Tôi nắm chặt vô lăng, chống đỡ trước mặt đất gồ ghề bên dưới. Chỉ sau vài giây, đèn pha của tôi chiếu sáng thêm nhiều nhựa đường, và tôi xoay vô lăng sang trái khi lốp xe của tôi lại va vào mặt đường. Không cần suy nghĩ, tôi ngay lập tức nhấn ga lần nữa, giờ đang lao xuống đường cao tốc theo hướng ngược lại với nơi tôi để lại viên cảnh sát giả. Chiếc radio phát ra những lời chửi thề trong một lúc. Mày nghe mày đang đi đâu? Quay lại đây! Đến đây này! Rồi đột nhiên, nó tắt ngúm, để lại một sự im lặng nặng nề. Tôi nhìn lại vào gương chiếu hậu, mong đợi thấy tiếng còi báo động đuổi theo tôi, nhưng không có gì ngoài một đoạn đường trống trải phía sau. Khi tôi tìm kiếm xung quanh để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ mạo danh, tôi dần dần nhận ra rằng những gì trước đó là bóng tối trống trải đã nuốt chửng những gì nằm ngoài rìa con đường đã biến mất. Theo sau, nó là cây cối, cỏ và những ngọn núi xa xôi. Ngước mắt lên bầu trời, tôi thấy một mảnh trăng treo lơ lửng ở giữa. Xung quanh là những ngôi sao chiếu sáng mờ nhạt. Bối rối và vẫn còn lo lắng, tôi thở ra một hơi run rẩy. Nhưng chỉ một lát sau, một biển báo quen thuộc xuất hiện ở đằng xa. Nhịp tim của tôi ngay lập tức tăng vọt lên cổ họng khi tôi tiến lại gần nó, cảm thấy mình sắp lên cơn hoảng loạn lần nữa. Mặc dù nỗi sợ hãi đang quay trở lại, tôi vẫn dám đọc những dòng chữ được sơn trên tấm biển màu xanh lá cây kim loại. Lối ra 182, một dặm. Mắt tôi tràn ngập sự nhẹ nhõm. Bằng cách nào đó, tôi đã được tự do. Tôi đã thoát khỏi bất kỳ vòng lặp ác mộng nào mà tôi đã mắc kẹt trong nhiều giờ. Khi lối ra, ý tôi là lối ra 182, đã đến gần, tôi chỉ do dự một giây. Tuy nhiên, vì hết năng lượng và gần hết xăng, tôi quyết định rẽ vào lối ra. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mọi con đường từ đó trở đi đều hoàn toàn bình thường. Và chỉ vài phút sau, khi ra khỏi xa lộ, tôi thấy mình đang ngồi trước nhà. Phải mất nhiều tuần sau đó, tôi mới có thể cầm lái trở lại. Tôi thậm chí còn viện cớ với công ty để họ cho tôi làm việc từ xa một thời gian. Phải đến vài tháng sau, tôi mới lấy hết can đảm để thăm gia đình lần nữa. Khi đó, tôi đi đường vòng để đến đó nhằm tránh xa đường cao tốc. Và giờ tôi luôn đảm bảo lái xe về nhà trước khi trời tối. Thực tế là tôi không bao giờ lái xe trên đoạn đường cao tốc đó nữa, hoặc vào ban đêm nếu có thể tránh được. Kể từ đó, tôi mắc chứng rối loạn lo âu liên quan đến việc lái xe. Chuyên gia trị liệu và thuốc giúp tôi đối phó, nhưng tôi vẫn ghét lái xe bằng mọi giá. Tôi không nghĩ mình sẽ thực sự hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình, và tôi cũng không nghĩ mình muốn hiểu.
Tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ không bao giờ đi trên đoạn đường cao tốc đó nữa. Và dù đi đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ đi ra khỏi đường 181.